Rồi chào anh em thì tiếp tục hôm nay con loại 65A mới thay gần xong ha, quay luôn cho anh em rất đẹp nha. Kính rin, nhung rin, logo, tem cờ rin đầy đủ hết. Đó. Lo cực đẹp. 65A. Anh em ruột của 65 UI không khác gì, một vách là đẹp long lanh. Đó, anh em xem ạ. Đẹp nhức nhối ha. Rin đét. Anh em xem cái gông quyền nó còn sáng cho này nha. Gông quyền nó còn rất là ok luôn nè. Đó, vệ sinh phát là ok nè. À, bên này cũng vậy ha, dòng quyền rin hết nha. Đây rin nè, những cái dấu mã ốc nó còn nè. Đó, rất là đẹp đó. Đối với 65A, 65 UI quá nổi tiếng cho anh em rồi ha, em không có cần giới thiệu nhiều. Đây, đây căng đây. Đó, căng hai lưới hai cái vải rồi, rất là đẹp. Đây em nha. À, căng hai cái bãi nè, căng rin em nhé. Đây, cái căng là căng rin gông sắt nha. Còn nguyên nha. Cây sắt đầy đủ, chỉ có thay cái lưới, con nào cũng phải thay lưới thì cho nó đẹp nè. Đây, à, mới thay xong còn chín bụi. Đây ha. Rồi. Lò rất đẹp ha, và mức giá thì cặp này đang có mức giá tại shop em là 60 triệu, giá là bao ship nha. 60 triệu ha. Chuyển khoản đủ em bao phí ha, ship còn em không bao. Rồi, phía sau nè. Cảm lò còn quá ok ha, lưng mỏng rất là đẹp. Đấy. Đó. Anh em nào yêu thì alo em nghe nha. 60 triệu đồng. Cho 65A. Rất đẹp. Rồi. À, rồi xin chào anh em nha.